chào mừng các bạn đến với chống diễn biến hòa bình các bạn thân mến đọc bài đăng trên trang cá nhân của cựu chiến binh có nick facebook cả thật nick facebook nhân đạo đã một bạch nhất ngôn cửu đỉnh người chiến sĩ cách mạng không sợ chết thì sao lại phải sợ uy quyền trong chiến tranh đã sẵn sàng hy sinh cả mạng sống để quyết bảo vệ lý tưởng và vận mệnh dân tộc thì trong thời bình sao lại phải sợ mất công danh sự nghiệp hạng người như thế có xứng đáng khoác lên người bộ quân phục bộ đội cụ hồ không có thấy hổ thẹn trước anh linh chủ tịch hồ chí minh và lời thề trước đảng không có thấy hổ thẹn trước vong linh của những người đang ngã xuống để cho ngày hôm nay họ có quyền cao chức trọng võng lọng che thân không hay là họ cũng biến thành ngụy rồi nên giờ chui lủi và sợ ánh sáng chỉ biết ngụy biện thay vì nói lời chân lý chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết nói thì phải giữ lời của nick Facebook cả thật. Sau khi tôi đăng bài viết phim tài liệu đầu tiên về sư đoàn một anh hùng, niềm vui và nỗi buồn, có nhiều ý kiến phản hồi không đồng tình với cách dùng từ quân Sài Gòn trong bình luận phim. Cũng có một số ý kiến tham gia muốn bảo vệ quan điểm và cách giải thích của đại diện Viện Lịch sử Quân sự nhưng không bình luận mà đăng lại những hình ảnh, phim tài liệu, những lời nói của lãnh đạo, nhà nước có liên quan đến cách dùng từ nói trên và đã có những phản biện sắc bén đáp lời. Sáng nay, tôi nhận được điện thoại của Thiếu tướng Lộ Khắc Tâm, Nguyên Phó Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu, Nguyên Chiến sĩ Trung đoàn 66 Sư đoàn 1 là nhân chứng trong phim tài liệu nói trên. Anh ấy cũng không đồng tình với cách gọi quân Sài Gòn trong lời bình của phim vì cho rằng sẽ phải giải thích quân Sài Gòn là quân nào và anh ấy đề nghị cần sửa lại lời bình nói theo đúng cựu chiến binh và nhân dân ta thời kháng chiến đã gọi là ngụy quân và ngụy quyền nếu không sửa thì không đồng ý cho phát hành phim tài liệu này vấn đề này sau khi xem phim tôi cũng đã góp ý đại để là chúng tôi và miền Nam chiến đấu là để đánh Mỹ diệt ngụy quân ngụy quyền chứ chúng tôi không hề đánh quân Sài Gòn nào cả các anh dùng cụm từ quân sài gòn là hoàn toàn xa lạ với cựu chiến binh và nhân dân ta thời kháng chiến chống mỹ cần phải sửa lại cũng có ý kiến muốn tôi không viết đích danh tên đại diện viện lịch sử quân sự về lời giới thiệu thành phần tham dự trong bài viết nhưng thiết nghĩ nếu tôi xóa bỏ và chỉ ghi chung chung là đại diện viện lịch sử quân sự thì chính tôi lại phải trả lời câu hỏi của bạn đọc đại diện đó là ai vì tôi cũng có mặt dự buổi nghiệm thu phim này thì trả lời thế nào? Mà khác, bài tôi viết đã có nhiều người copy rồi đăng thành bài trên trang của họ thì việc tôi xóa tên như trên giải quyết được vấn đề gì hay chỉ gây nghi ngờ và rắc rối thêm. Vì vậy mà tôi chưa thể xóa. Thiết nghĩ đã nói ra thì tốt nhất đại diện Viện Lịch sử Quân sự hãy vào mạng tham gia tranh luận để làm rõ vấn đề mà anh ấy giải thích cũng như phản ứng của dân mạng đã nói ra cần giữ lấy lời chịu trách nhiệm về lời nói đó là bản lĩnh cần và đủ của một sĩ quan quân đội